Nguyễn Tiến Linh bị đuổi cổ chỉ sau 10 phút vào sân trước đội tuyển Trung Quốc, chịu phạt nặng vì chơi xấu. Sau chỉ 10 phút ra sân trước ở trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Việt Nam đã bị loại khỏi trận đấu và đối diện thậm chí có thể đối diện án phạt nặng. Nguồn tin từ báo Thanh Niên, trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh để lại hình ảnh xấu xí cho cá nhân cũng như bóng đá Việt Nam khi thúc cùi chỏ vào cổ của hậu vệ đội bạn trong pha tranh chấp và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Theo đó, tiền đạo của BKMX Bình Dương bị đuổi khỏi sân chỉ sau 10 phút vào trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc. Được biết, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc chỉ có tính chất giao hữu nhằm giúp huấn luyện viên của cả hai xem thêm về khả năng thi đấu của các cầu thủ. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Philippe Chaussier thu thập thông tin cụ thể hơn về khả năng của các cầu thủ trong đội hình trước khi chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới. Việc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu giúp huấn luyện viên có cơ hội xem xét và đánh giá chất lượng của đội hình mà ông đã lựa chọn và kỳ vọng vào họ. Thế nhưng, Nguyễn Tiến Linh có một màn xuất hiện đáng quên trước huấn luyện viên Chaussier. Cụ thể, trong trận đầu tiên của Tiến Linh dưới thời huấn luyện viên Chaussier, đội trưởng của Bình Dương ngồi dự bị và được tung vào sân ở phút 79 thay cho Hồ Văn Cường bị chấn thương. Đây là pha thay người bất đắc dĩ của huấn luyện viên Chaussier, bởi lẽ Hồ Văn Cường cũng vừa xuất trận từ phút 61. Ở thời điểm Tiến Linh vào sân, đội tuyển Việt Nam đang bị dẫn trước 1-0. Tiền đạo này lập tức được đẩy lên đá cao nhất, trong khi Phạm Tuấn Hải lùi về hỗ trợ hàng phòng ngự. Tuy nhiên, có lẽ vì nôn nóng chứng minh bản thân với huấn luyện viên Chaussier mà Tiến Linh đã phạm sai lầm lớn. Phút 79, trong nỗ lực tranh bóng với hậu vệ đối phương, Tiến Linh đã có pha vung tay không đáng có. Ban đầu, tiền đạo của Việt Nam chỉ bị phạt thẻ vàng. Thế nhưng, va vào cuộc và xác định Tiến Linh đã đánh cùi chỏ với Giang Quang Tài. Kết quả, trọng tài đổi màu thẻ, đuổi số anh ra sân. Sau khi Tiến Linh rời sân ở phút 89, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi không tệ cho đến khi Hoàng Đức chuyền bóng bất cẩn để đối thủ cướp được và ấn định chiến thắng 2-0. Theo các chuyên gia nhận định, Tiến Linh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp là thích đáng khi cầu thủ của Việt Nam có hành động không đẹp, cố tình gây ra chấn thương cho đối phương. Thông tin từ Dân trí, truyền thông Trung Quốc chỉ trích pha thúc cùi chỏ vào mặt hậu vệ của nước này của Nguyễn Tiến Linh và đề nghị FIFA cần có án phạt nặng với tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Thẻ đỏ trong trận đấu với Trung Quốc khiến Tiến Linh chắc chắn bị treo giò trong trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 tới đây tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tiến Linh sẽ được phép tham dự trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Uzbekistan tại Trung Quốc vào ngày 13 tháng 10. Lý do là bởi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan nằm ngoài chuỗi FIFA Days, nên các án treo giò liên quan những trận đấu thuộc FIFA Days không được áp dụng. Ngoài trận gặp Hàn Quốc chắc chắn bị treo giò, Tiến Linh còn phải chờ xem FIFA có đưa ra thêm án phạt nào đối với mình trong ít ngày tới. Theo chuyên gia Đoàn Minh Sương cho rằng đây là bài học để Tiến Linh và các cầu thủ khác phải ghi nhớ để thêm chín chắn, trưởng thành. Tấm thẻ đỏ của Tiến Linh ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc là bài học đắt giá về sự kiềm chế. Cầu thủ phải làm chủ được cảm xúc của mình, ngay cả trong trận giao hữu. Có thể Tiến Linh ức chế bởi tình huống trước đó Văn Cường chấn thương nhưng trọng tài không phạt cầu thủ Trung Quốc nên có phần nóng hơn, dùng tiểu xảo với đối thủ. Điều này là không nên, chỉ hại cho cầu thủ mình thôi, chứ chẳng ảnh hưởng tới đối thủ. Đã bước ra sân chơi quốc tế, trọng tài bắt rất chặt chẽ, chưa kể còn có VAR sẵn sàng xem lại những tình huống nhạy cảm. Đây là trải nghiệm giúp không chỉ Tiến Linh mà các cầu thủ khác cũng phải cẩn trọng hơn với từng động tác của mình, chuyên gia Đoàn Minh Sương nêu quan điểm.